Hello, thiết bị điện tử công nghệ cao, hotline 0865 618 226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này nhé. Thì đơn vị mình chuyên cung cấp các dòng camera ngụy trang, cũng như là camera quay lén, máy định vị, máy nghe nén và máy ghi âm siêu nhỏ nhé. Đó, thì bạn nào đang quan tâm đến các dòng thiết bị đấy thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây để được nhân viên bên mình tư vấn nhé. Thì đơn vị mình là có hai cơ sở thứ nhất ở Hà Nội và cơ sở thứ hai ở Sài Gòn. Đấy, các bạn nào ở gần hai cơ sở này thì có thể đến bên mình kiểm tra test hàng và thử hàng trực tiếp. Đó, bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ giao hàng toàn quốc. Các bạn nhận hàng được kiểm tra và thử hàng xong thanh toán nhé. Đó, thì hôm nay mình làm video clip này để giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của chiếc camera siêu nhỏ X8 mẫu mới nhất của 2021 nhé. Đó, đây, đây là hộp sản phẩm đây nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ mở hộp sản phẩm ra và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho các bạn. Đó. Mình sẽ để xuống đây nhé. Đây, đây chiếc camera này. Đó, chiếc camera X8 nhé, X9 nhé. Đó, mắt camera rất là nhỏ gọn. Đó, nhìn con này tựa tựa như con cúc áo S63 mọi người nhé. Đó, nói chung là sử dụng thì nó cũng cùng là một ứng dụng đấy thôi, nhưng mà con này nó tối ưu hơn nhiều mọi người nhé. Đó, pin nó được lâu hơn, quay nó hình ảnh nó rõ nét hơn nhé. Đó, đây trong một sản phẩm thì gồm có một quả pin dự phòng mini nữa này. Đó, chiếc camera này pin nó có thể dùng được khoảng 7 đến 8 tiếng, thì cộng thêm cái cục sạc pin dự phòng mini này nó phải được tầm 10 đến 12 tiếng mọi người nhé. Đó, đấy, nó cái này thì mình sạc như sạc pin điện thoại thôi, nhưng mà cái cục sạc pin dự phòng bình thường là các bạn chân cắm sạc vào đây. Còn các bạn đây là cổng ra bằng 5V này. Đó, ở trong hộp sản phẩm thì gồm có một cái chân cắm sạc nữa này. Đó, đây để cắm sạc thì các bạn cắm như này giúp mình. Đây, đó là chân cắm sạc Samsung mọi người nhé. Đó, đây các bạn cắm như này giúp mình. Đó, đầu kia các bạn cho vào cốc sạc là được các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ bỏ hết tất cả những cái gì không dùng đến ra cho gọn nhé. Đó, trong một sản phẩm thì gồm có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa bằng tiếng Anh. Đó, nhưng khi các bạn mua hàng bên mình thì mà mình sẽ gửi cho các bạn một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nhé. Đó, hoặc là các bạn xem qua cái video clip này của mình là có thể sử dụng thành thạo được luôn. Đó, đây nó cũng có rất là chi tiết trong này này, từ cách kết nối này, dùng ứng dụng là lúc cam này, đó kết nối xem từ xa qua wifi này, đó kết nối xem từ xa này. Đó, nói chung là trong này cũng rất là ấy rồi, đầy đủ rồi. Các bạn nhìn ở trong tờ giấy này cũng có thể sử dụng được thôi, bởi vì cái này dùng rất là đơn giản nhé. Đó, mình sẽ bỏ hết gọn ra nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho các bạn nhé. Đó, thì trước tiên đi vào hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn một số nút cũng như là trên thiết bị nhé. Đây, đây là chân cắm thẻ nhớ này. Đó, camera hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 128GB. Đấy, đây là nỗ reset. Đó, khi camera của các bạn dùng thời gian lâu khoảng 2 đến 3 tuần thì các bạn nên reset camera một lần để cho camera nó trở về mới như ban đầu, để dùng cho độ ổn định mọi người nhé. Đó, đây là nút on off. Đó, đây nút on off rồi. Đây, gạt xuống nó off, rồi gạt xuống nó on, và lên nó off. Đó, dưới đây chân cắm sạc mọi người nhé. Đó, còn đây là mắt camera này. Đó, mắt camera rất nhỏ gọn. Và đây là tem của nhà sản xuất nhé. Đó. Đó, thì sau đây mình sẽ bật camera lên và test đi vào test hình ảnh trực thực tế cho các bạn nhé. Đó, mình sẽ lắp thẻ nhớ vào này. Đây, thẻ nhớ thì các bạn lắp theo chiều như này giúp mình nhé. Đây, đây mặt mặt đầm các bạn hướng lên mặt của camera. Đó, các bạn ấn vào nó kêu tạch một cái nó đứng im là được. Đó, đây mình sẽ bật camera lên này. Đó, thì chiếc camera này sẽ phát ra một cái ánh đèn ở dưới, các bạn nhìn bên dưới sẽ biết nhé. Đó. Đó, các bạn bấm vào mục cài đặt này.
cài đặt này, chọn wifi của nhà các bạn này, các bạn tải giúp mình cái ứng dụng. Đó, các bạn vào ấn nút đây, tải cho mình cái ứng dụng là Lookcam nhé. Đó, các bạn vào Apple Store, các bạn tải cho mình ứng dụng là Lookcam về. Đó, thì mình đã tải sẵn rồi nhé. Đó, khi tải xong thì các bạn thoát ra ngoài, các bạn vào cái ứng dụng là vào cài đặt này. Đó, các bạn đợi một chút. Đó, thì chiếc camera này nó sẽ phát cho mình một cái wifi mã là F2036 này. Đó, thì khi các bạn kết nối với wifi đấy. Đó, kết nối wifi đấy xong, các bạn đợi một chút, nó hiện dấu tích đây. Đó, hiện dấu tích xong nhá, các bạn thoát ra ngoài, các bạn vào cái app Lookcam các bạn vừa tải về. Đó, các bạn kéo xuống. Đó, các bạn ấn cam. Đây, nó bị thoát ra ngoài, mình vào lại nhá. Các bạn đợi một chút nhá, thì nó sẽ hiện một cái màn hình này và nó có hiện chữ online, thì các bạn ấn vào chữ online để các bạn xem là được nhé. Các bạn đợi một chút, bởi vì là mình kết nối rất là nhiều nên là nó sẽ bị đơ một chút. Các bạn đợi một chút này, xem nó có wifi không. Đó, mình sẽ test cho các bạn bằng máy Samsung đi. Đó, mình sẽ để máy đây, mình sẽ test cho các bạn vào cái máy Samsung này. Đó, các bạn thoát ra ngoài, các bạn đây mình tắt wifi của máy đi. Đó, các bạn ấn vào mục tìm một cài đặt này, tìm wifi mã là F20 này, các bạn ấn vào kết nối vào. Đó, khi kết nối xong nha, các bạn thoát ra ngoài và ứng dụng Lookcam. Thì dòng Samsung cũng và dòng iPhone thì nói chung là dùng nó cũng tương tự nhau thôi. Đó, các bạn ấn giữ giúp mình. Đó, các bạn ấn cam nhé. Đó, thì máy do cái máy iPhone này của mình đã kết nối rất là nhiều nên nó sẽ bị đơ, thì mình sẽ kết nối sang của mình vào máy Samsung này nhé. Đây, test hình ảnh cho các bạn. Đó, hình ảnh rất là rõ nét nhé. Đó, hình ảnh của nó là 4K này. Đó, mình đang xem chế độ 4K này, 2K, 1080 nhé. Thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn hình ảnh rõ nét thì các bạn chọn hình ảnh là 4K. Còn các bạn muốn hình ảnh nó vừa vừa thôi thì các bạn chọn 1080 cũng được nhé. Bởi vì là hình ảnh nó cũng rất là rõ nét rồi. Đấy, mình xoay chữ cho các bạn xem này. Đó, nhìn rõ chữ 1 luôn. Đó. Đấy, cái đèn này là để ví dụ đây nhá, mình tắt cái đèn đi nhá. Đây, ấn vào cái đèn này. Đó, ấn vào cái đèn này. Đó. Đó, mình sẽ bật đèn lên cho dễ nhận biết. Đó. Đây, mình cái này nó chỉ sáng tối thôi, cái này quay vào ban đêm. Đó, khi quay ban đêm thì hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng như này mọi người nhá. Đó, quay ban đêm nhưng mà nhìn rất là rõ nét nhé. Đó, mình sẽ bật trở về ban ngày. Đó, camera này là quay hình có tiếng luôn, mình sẽ test cho các bạn này. Alo, alo rồi, alo rồi. Đó, đây mình cái này chụp ảnh, đây là lưu video. Đó, lưu video nhé. Đây là chỉnh ngang chỉnh dọc thôi, chỉnh lên chỉnh xuống. Mấy cái đấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nó thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn kết nối xem từ xa, cũng như là cách để các bạn chỉ cần bật camera lên nó sẽ tự động lưu hết tất cả vào nhé. Các bạn chọn một cài đặt giúp mình này. Đó, các bạn chọn là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn tự động lưu vào trong thẻ nhớ cho các bạn nhé. Đó, ấn mực. Đó, các bạn gạt hết tất cả sang sáng, chọn hình ảnh HD này. Đó, các bạn muốn lưu là HD hay là MD cũng được, MD nó là 1080 ạ. Đó, bên đây là mình nó sẽ có 4 chế độ. Đấy,
chế độ là 1 phút này, 3 phút, 5 phút và 30 phút. Đó thì tùy các bạn muốn lưu đoạn video dài bao nhiêu thì các bạn chọn vào mục này. Thì mình đây mình sẽ hướng dẫn vào đây, các bạn ấn vào chọn 5 phút một đoạn nhá. Đó thì xong. Đấy, còn cái 1122 cái MB này nó là dung lượng bộ nhớ. Thì vừa rồi mình đã lắp một cái thẻ nhớ là 128GB vào thì nó dung lượng bộ nhớ nó sẽ còn ở đây nhé. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa này. Các bạn ấn vào Wi-Fi setting. Đó, thì chiếc camera này nó sẽ tìm ra cái Wi-Fi mình lôi nó đang đặt. Đó. Thì và mình lưu ý một điều với các bạn là cái Wi-Fi nhà của nhà các bạn phải viết liền với nhau như này nhá. Ví dụ như là Wi-Fi là AUI cách camera là không được. Còn nếu mà AUI camera viết liền với nhau như này mới được nhá. Còn nếu mà AUI cách camera là chiếc camera này nó sẽ không tìm thấy đâu. Đó. Thì khi tìm xong thì các bạn ấn vào. Đấy, các bạn nhập mật khẩu vào. Đây, ví dụ nhập mật khẩu Wi-Fi của nhà mình là từ 0 đến 9 nhá. Đấy, các bạn ấn vào, mình ấn vào OK nhá. Đó, các bạn đợi một chút, mình sẽ kéo xuống này. Đó, thì chiếc camera này nó sẽ hiện chỗ online. Và đi đâu các bạn cứ có mạng là các bạn có thể xem được trực tiếp hết nhé. Đây, mình sẽ vào Wi-Fi cho các bạn xem. Đây, vào Wi-Fi AUI camera đi. Và lúc cam này. Các bạn đợi một chút thì chiếc camera nó sẽ hiện chữ online ở bên cạnh này thì các bạn ấn vào là xem đâu. Đó, do lần đầu tiên kết nối nó sẽ bị chậm mất vài chục giây thì các bạn đợi một chút. Các bạn đợi một chút nha. Đó, nó sẽ hiện chữ online đây nhé, các bạn ấn vào này. Ấn một can để xem. Đây nha. Đây là các bạn đang xem qua Wi-Fi nha. Không liên quan gì đến Wi-Fi của camera phát ra nữa. Khi đi xa thì các bạn chỉ cần bật Wi-Fi của điện thoại lên. Bật Wi-Fi ở nơi các bạn đang ở ấy. Hoặc là bật 3G lên là các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa hết nha. Đó, hình ảnh rất là rõ nét mà không bị rung giật gì đâu. Đó. Thì dùng rất là đơn giản thôi. Đó, đây nó sẽ hiện những cái đoạn video mà nó lưu vào nhé. Đây, các bạn này. Đó. Đấy, bây giờ mình này. Bây giờ mình đang test. Đấy, nó sẽ hiện là 1 phút đây. Đó. Các bạn có thể xem lại trực tiếp. Xem lại trực tiếp ở trên cái ứng dụng này luôn. Xem lại. Đó. Đó, vừa rồi là mình đang test bằng máy iPhone này nhé. Đấy, vừa rồi mình đang test bằng máy iPhone này. Đó, thì nó vẫn hiện mắt cam đây. Đó. Đó, thì là cứ một tí nó sẽ hiện các cái file ở đây. Nó cứ 5 phút nó hiện một file đây. Vừa rồi mình là chọn là 5 phút một đoạn không. Thì là các cái file đây nó sẽ hiện hết ở đây mọi người nhé. Đó. Thì sử dụng một chiếc camera này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó. Thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng camera X9 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình 0865 618 226. Kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn miễn phí cho các bạn. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.